trời luôn. Nở ra bà ơi, chứ có một miếng à. Chế, chế này vô nè. Là như cứng vậy, nở. Yeah. Màu của tao mà có vụ nở. Chế nó vô xong rồi càng ngày nó càng nhiều lên. Yeah. Màu nó có xanh không? Nó có hột kia đâu mày á thầy. Nó nở ra nó có xanh không? Nó đẻ ra sao? À đẻ nữa à, à màu có xanh chứ đẻ luôn á, trời ghê thiệt chứ. Nở thì tôi thấy nó kinh khủng rồi, giờ thêm chứ đẻ vô nữa. Ghê thiệt chứ, màu của ông Việt này ghê quá. Màu của thầy xài hoài không hết. Màu này nó đẻ đẻ ra hoài đúng không? Mình cũng tiết kiệm lắm á, mình lấy chín con bí thôi mà sao chế cái này vô càng ngày nó càng sinh sôi nên nở nè. Đi xe buýt qua. Đi xe buýt qua đâu có sao. Đây đâu có bắt buộc đúng giờ đâu mà lo. Đi xe buýt đi đâu có bắt đúng giờ đâu. Đây thoải mái lắm. Thầy dạy á, dạy cái cần cái hiệu quả chứ không phải là đúng giờ. Nghĩa nó ngồi im re, nó ngồi nó làm phải không? Không có nói tới ai hết trơn á. Bữa nay nó xui rồi, con mình nó là con trai rồi. Nó bị áp đảo. Bay cho nhà dễ. Đúng rồi, ngồi đây cũng đâu có làm kịp.